Thời gian gần đây, dự án khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Tiến đang được nhận sự quan tâm từ dư luận bởi các dấu hiệu vi phạm về đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển và bán đất ra ngoài dự án. Rất nhiều vấn đề của dự án này được thanh tra tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ trong kết luận thanh tra, nhưng chủ đầu tư lại cho rằng kết luận chưa chính xác. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là hiện trạng tại dự án khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Tiến làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng 95.996,3 m². Thời gian thực hiện dự án xong trước năm 2017, sau đó được gia hạn hoàn thành trong năm 2018. Tuy nhiên, dự án này đến nay đã chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 5 năm. So với quyết định giãn tiến độ thực hiện dự án của Sở Kế hoạch Đầu tư là 3 năm, 6 tháng. Đáng chú ý, vào thời điểm hiện tại, không thấy bóng dáng của cây ăn quả, cây dược liệu mà phần lớn là đổi trọc. Ba công trình tạm đã được xây dựng trên đất của dự án, nhưng được cho rằng chỉ để phục vụ cho hoạt động san gạt mặt bằng, khai thác đất. Đối với dự án trồng cây dược liệu và cây ăn quả tại phường Hà Khẩu thì đến thời điểm này là chậm tiến độ. Phường đã báo cáo thành phố và hiện nay thành phố cũng báo cáo tỉnh để giao ra các cơ quan chức năng để có cái giải pháp để thực hiện cái biện pháp là đảm bảo cái tiến độ hoặc là thu hồi dự án. Không chỉ chậm tiến độ, kết luận thanh tra của thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ công ty Trung Tiến đã có hành vi san gạt để khai thác đất trong khu vực thực hiện dự án với mục đích để bán, ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho các đơn vị khác để thực hiện san lấp nền mặt bằng cho dự án khác. Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kết luận, đây là việc mua bán trái phép tài nguyên khoáng sản khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo quyết định số 2565 QĐ-UBND ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch, trong đó yêu cầu hạn chế tối đa việc san gạt lớn làm biến dạng địa hình để đảm bảo cảnh quan khu vực chung. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp thuận quy định trên, đã có hành vi san gạt để khai thác đất trong khu vực thực hiện dự án để bán. Công ty đã đào cốt, cắt tầng làm biến dạng địa hình, không còn lớp đất màu cho việc trồng cây theo như mục đích tôn chỉ ban đầu của dự án. Đây là hành vi hủy hoại theo khoản 25 điều 3 Luật Đất đai 2013. Về trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long và Ủy ban Nhân dân phường Hà Khẩu, kết luận thanh tra cho rằng các đơn vị này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định tại điều 208 Luật Đất đai 2013. Nhiều thiếu sót thuộc về trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, nhưng đáng tiếc, vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long lại có ý né tránh, từ chối làm việc trực tiếp với phóng viên. Anh đang họp. Bây giờ thì có hai việc em. Việc thứ nhất là cái dược liệu đấy. Thì hiện nay là cơ quan cảnh sát điều tra người ta đang khởi tố, người ta điều tra, người ta xử lý theo quy định pháp luật. Khi nào có kết quả này sẽ thông báo sau. Kết luận của thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã chỉ rõ nhiều sai phạm. Thế nhưng, phía công ty Trung Tiến lại làm đơn kiến nghị về một số điều được phía doanh nghiệp coi là chưa thỏa đáng. Rõ ràng, nhiều vấn đề xung quanh dự án khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Tiến cần được làm sáng tỏ. Bởi đây là một ví dụ điển hình cho công tác quản lý việc sử dụng, khai thác đất dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để không làm thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan khu vực.